Thưa quý vị, theo chương trình kỳ họp thì sáng nay ngày 31 tháng 10, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung và ý kiến khác nhau của dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Buổi chiều, Quốc hội bắt đầu thảo luận tại hội trường về tình hình kinh tế xã hội. Phiên làm việc sẽ có sự tham gia giải trình của một số thành viên chính phủ liên quan. Bên lề Quốc hội, phóng viên HTV đã ghi nhận một số ý kiến đại biểu đánh giá về tình hình kinh tế xã hội nửa nhiệm kỳ, những băn khoăn về các vấn đề còn tồn tại cũng như kiến nghị đề xuất một số giải pháp phát triển kinh tế xã hội trong những tháng cuối năm và nửa cuối nhiệm kỳ. Bên hành lang Quốc hội, các đại biểu cho rằng trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn, trong nước còn nhiều khó khăn do tác động của dịch COVID-19, thì những kết quả đạt được trong 9 tháng năm 2023 nói riêng và nửa đầu nhiệm kỳ 2021-2025 nói chung đã cho thấy sự nỗ lực của chính phủ, các bộ ngành trong việc đảm bảo kinh tế vĩ mô, an sinh xã hội. Cái dư địa về mặt ngân sách chúng ta hiện nay cũng đã đảm bảo cân đối trong những năm vừa qua khá tốt. Cho nên là đây là thời điểm chúng ta cần phải có chính sách gọi là tài khoá ngược để hỗ trợ trở lại cho doanh nghiệp cũng như là cái kích cầu tiêu dùng người dân. Chúng ta cần phải có nhiều cái chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp nhiều hơn. Và một trong những chính sách đó hiện nay đang được thảo luận đó là giảm thuế VAT và tiếp tục gia hạn các khoản thuế phí và tiền thuê đất nhiều hơn nữa. Chiều nay, Quốc hội bắt đầu tại hội trường về tình hình kinh tế xã hội và kết quả thực hiện nghị quyết số 43 của Quốc hội về chính sách tài khoá, tiền tệ, hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội.